Thì những cái lũ bọn trong cái thế giới này á, thường hay nói rằng á, tao là anh em của mày. Thì tôi mới trả lời lại á, mày không phải là anh em của tao đâu. Trừ khi mày tin vào Chúa Cha của chúng tôi, Ngài Tư Vấn Là Tôi, và được báp têm trong cái nhà thờ của Ngài á, thì lúc đó tụi mày mới là anh em của tao. Và còn không là mày chỉ là anh em của thế giới mà thôi.